với chức năng giám sát các cơ quan tố tụng như cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án. Từ năm 2009 đến nay, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp nhận hơn 15.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Dù đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo trình tự quy định pháp luật, thế nhưng chỉ có gần 1.000 trường hợp các cơ quan có thẩm quyền gửi công văn báo cáo cho Ủy ban Tư pháp về việc xử lý đơn thư, tức là sự phản hồi của các cơ quan tổ chức cá nhân bị khiếu nại tố cáo, chưa đến 10%. Thực tiễn qua nhiều vụ việc ở địa phương đã cho thấy, do thiếu chế tài và quy định cụ thể, nên Ủy ban Tư pháp không thể thực hiện tốt vai trò giám sát của mình, cho dù đây là khu vực nhận được số đơn thư khiếu nại tố cáo nhiều nhất. Trong lộ trình cải cách tư pháp, tới đây sẽ có nghị quyết riêng quy định cụ thể về xử lý đơn thư và công tác giám sát của Quốc hội. Hơn một năm nay, anh Phan Phương Đông ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình không nhớ nổi là mình đã gửi bao nhiêu đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng từ địa phương cho tới trung ương. Trong một vụ án hình sự mà anh là bị hại, theo anh Đông, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bố Trạch và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã cố ý làm trái quy định pháp luật và bỏ lọt tội phạm. Đối tượng chủ mưu gây nên thương tích cho anh đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Bây giờ tôi đã rất thất vọng bởi vì tôi không biết là phải gửi đơn đi đâu nữa. Bởi vì không còn cái cơ quan nào nữa để tôi có thể gửi đơn. Như là Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã 2-3 lần là có chuyển đơn cho tôi, cũng như là có cái phát cái công văn là đề nghị yêu cầu là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh của mình trả lời cái đơn thư khiếu nại của tôi, nhưng mà bây giờ tôi cũng không nhận được một cái hồi âm nào cả. Theo anh Đông, vụ án này có nhiều điểm khuất tất bởi cơ quan công an huyện đã làm rõ và đã khởi tố bị can Phạm Anh Tài là đối tượng chủ mưu gây thương tích. Ngay cả Viện Kiểm sát Nhân dân huyện cũng đồng quan điểm là truy tố. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện cho biết, sở dĩ phải ban hành quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng chủ mưu là vì có chỉ đạo của cấp trên. Công văn mà tôi báo cáo là quan điểm tôi là truy tố cả 4 bị can. Viện Kiểm sát tỉnh là có văn bản là chỉ đạo là áp dụng điều 25 để miễn trách nhiệm hình sự đối với Phạm Anh Tài, thì Viện Kiểm sát cấp dưới phải nghiêm chỉnh chấp hành, thế thôi. Khác với các cơ quan hành chính là mỗi cấp có quyền đưa ra quyết định của mình. Nếu người dân không đồng ý với quyết định đó thì có quyền khiếu nại, tố cáo lên cấp cao hơn. Tuy nhiên, đối với các quyết định của ngành kiểm sát, nếu có sai phạm thì cơ hội khiếu nại, tố cáo khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều. Đại diện tòa án tỉnh Quảng Bình cho biết, trong trường hợp tòa án có yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại, nhưng Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, dù có quan điểm khác thì bản án cũng khó có thể tuyên khắc được. Trong quá trình một vụ án mà cơ quan công an khởi tố, viện truy tố mà tòa xét xử, một khi hồ sơ sang tòa mà thấy rằng là cái viện truy tố nó chưa đúng và chưa theo đúng nhận thức của tòa, thì tòa cấp đó có quyền trả hồ sơ để yêu cầu Viện Kiểm sát điều tra bổ sung. Nhưng mà nếu khi trả hồ sơ rồi viện không điều tra bổ sung thì phải họp lại ba ngày. Họp lại ba ngày đó là về quan điểm, họp lại ba ngày để thống nhất. Nhưng mà cuối cùng Viện Kiểm sát vẫn giữ quan điểm của Viện Kiểm sát thì tòa phải xử theo cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố. Nhiều ý kiến cho rằng với quyền hạn cao của Viện Kiểm sát tỉnh như hiện nay sẽ dễ phát sinh những tiêu cực khi mà công tác giám sát đối với hoạt động tư pháp ở địa phương hiện nay gần như bỏ ngỏ. Cái khó khăn hiện nay của giám sát công tác tư pháp ở địa phương thì ở cái chỗ là viện thì họ có một cái quyền rất là tối cao. Và khi mà viện trưởng đã có quyết định thì gần như là các cái cơ quan chức năng khác là cũng không có cái giải pháp nào để mà can thiệp vào đấy. Chỉ trừ khi là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rồi là Ban Tư pháp, rồi là mình tổ chức những cái đoàn giám sát liên ngành thì buộc họ phải giải trình thôi, chứ còn mà quyết định sai đúng thì thực ra đoàn đại biểu Quốc hội cũng có thể là quyết định được việc làm đó họ là đúng hay là sai. Địa phương thì trông chờ vào Trung ương. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã 3 lần gửi văn bản yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả giải quyết nội dung tố cáo của anh Phan Phương Đông ở huyện Bố Trạch. Tuy nhiên, tất cả đều rơi vào im lặng. Mặc dù các văn bản luật hiện nay thì đã có quy định là các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát là phải có trách nhiệm báo cáo xử lý đơn thư khiếu nại của người dân,
Tuy nhiên là trách nhiệm đến đâu, xử lý như thế nào thì hiện nay vẫn chưa được làm rõ. Và đây chính là nguyên nhân dẫn tới nhiều địa phương là vẫn còn làm ngơ trước cái yêu cầu báo cáo của các cơ quan của Quốc hội. Chỉ khi những cơ quan giám sát được trao quyền hạn đủ mạnh như là chế tài xử lý, thì lúc đấy công tác giám sát mới mong có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Liên quan đến quá trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Khai, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Y Dược Bảo Long về tội sử dụng trái phép tài sản, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đề nghị phê chuẩn từ ngày 26 tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên, việc phê chuẩn bị kéo dài với những lý do được nhiều bên liên quan đánh giá là không rõ ràng. Trong khi cơ quan công an buộc phải chờ đợi, thì bên bị hại là ông Nguyễn Trường Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bảo Sơn cho biết đã nhiều lần khiếu nại lên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Nhưng phải gần 6 tháng sau, khi thời hạn điều tra sắp kết thúc, quyết định khởi tố mới được phê chuẩn. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có 2 lần gửi văn bản. Lần thứ nhất là ngày 27 tháng 3, văn bản số 898. Và văn bản thứ hai là ngày 6 tháng 6, là văn bản số 226. Là gửi yêu cầu Viện Kiểm sát Hà Nội là phê chuẩn. Nhưng Viện Kiểm sát Hà Nội vẫn không phê chuẩn. Và vẫn cứ tìm cách kéo dài. Đến khi Viện Kiểm sát Hà Nội phê chuẩn vào ngày 15 tháng 6, tức là đã là gần 6 tháng, thì đến ngày 26 tháng 8 thì vụ án đã kết thúc, là hết thời hạn điều tra. Đấy, như vậy là cái thời gian điều tra còn lại rất ngắn, cho nên cơ quan điều tra rất là khó khăn. Ông Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết, trước đó Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố đối với ông Đặng Văn Tuất về hành vi hủy hoại tài sản tại tập đoàn Y Dược Bảo Long mà tập đoàn Bảo Sơn đã mua. Tuy nhiên, việc phê chuẩn cũng bị kéo dài mà không có lý do rõ ràng. Bên bị hại là tập đoàn Bảo Sơn đã nhiều lần viết đơn khiếu nại đi khắp nơi, nhưng sự việc vẫn rơi vào im lặng hơn 3 tháng. Trong khi đó, theo quy định thì trong thời hạn 3 ngày sau khi nhận được đề nghị phê chuẩn, Viện Kiểm sát phải quyết định phê chuẩn, từ chối phê chuẩn hoặc trả lời cụ thể. Ông Nguyễn Quang Tuất để hủy hoại toàn bộ tài sản của tập đoàn Y Dược Bảo Long bằng cách là đưa xe ủi toàn bộ một bức tường 21,6 mét rồi chặt cây trong khuôn viên. Thế là Công an Sơn Tây đã khởi tố vụ án, sau đó chuyển về Công an Hà Nội. Công an Hà Nội là khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển sang Viện Kiểm sát từ tháng 1. Nhưng Viện Kiểm sát Hà Nội cũng làm tương tự như vậy, là kéo dài hơn 3 tháng. Đến ngày 26 tháng 4 phê chuẩn thì ngày 6 tháng 5 là hết thời hạn điều tra. Theo số liệu thống kê, từ năm 2009 đến nay, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp nhận hơn 15.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Dù đã chuyển tới cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết theo quy định, nhưng chỉ có gần 1.000 trường hợp gửi công văn báo cáo xử lý đơn thư cho Ủy ban Tư pháp, tức là tỷ lệ phản hồi của các cơ quan tổ chức cá nhân bị khiếu nại, tố cáo chưa đến 10%. Người dân và cử tri và các cái tổ chức cơ quan khi người ta gửi các cái đơn thư đến của đoàn mình mà không được giải quyết, thì như vậy cái niềm tin của người ta sẽ giảm đi. Cái đấy là một cái mà chúng tôi suy nghĩ nhất. Cái thứ hai là những nó hạn chế là cái việc như vậy không xử lý dứt điểm được những cái vụ việc mà ở địa phương mà lẽ ra phải giải quyết được, thì để nó giảm bớt như vậy là những cái đỡ như vậy, những cái về sau những cái trùng lặp nó lặp lại cái việc đấy, và kể cả như vậy xử lý cái khâu cán bộ nếu anh vi phạm, anh làm sai, thì như vậy làm cho tổ chức bộ máy và như vậy công tác cán bộ ngày tốt hơn. Tại hội thảo góp ý kiến dự thảo nghị quyết về xử lý đơn thư và công tác giám sát của Quốc hội do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức ở Khánh Hòa vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng thiếu chế tài xử lý là nguyên nhân dẫn tới công tác xử lý đơn thư, thực hiện giám sát của Quốc hội còn hạn chế. Nơi giải quyết thì cũng phải quy định rõ như vậy là cái thời gian xử lý và cái trách nhiệm là phải thông báo đến cơ quan của Quốc hội. Thế và nếu anh không xử lý, anh không thông báo thì cái chế tài xử lý các cái cơ quan, các tổ chức và cá nhân đó ra sao thì cũng cần phải được quy định rất rõ trong như vậy là cái nghị quyết này. Nếu không giải quyết được những cái đấy thì mấu chốt thì rất khó, thì những các đơn thư vẫn như cái thời gian vừa qua thôi. Khi mà giám sát phát hiện ra vấn đề đó ấy, thì
cái xử lý nó như thế nào, tức là cái hậu giám sát hay mà nói cái là cái hệ quả, cái hậu quả pháp lý, hay nói có người nói là như là chế tài ấy, thì đúng là chưa có. Và chính cái điều đó thì nó làm cho cái hiệu lực hiệu quả của cái hoạt động giám sát của Quốc hội hiện nay là nó đang còn nhiều cái hạn chế. Cùng quan điểm với nhiều ý kiến tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Hiền, trưởng ban soạn thảo nghị quyết về xử lý đơn thư và công tác giám sát của Quốc hội cho biết, chế tài xử lý đối với các cơ quan chịu sự giám sát nếu như không thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình là cần thiết. Tuy nhiên, quy định này chỉ đạt hiệu quả khi có sự phối hợp của các cơ quan giám sát từ địa phương cho tới trung ương. Chúng tôi quy định rõ thêm trách nhiệm của các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, và có trách nhiệm nếu như không trả lời thì phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì phải là có ý kiến lại với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đó. Để đồng thời là cũng tăng cường thêm cái trách nhiệm quyền hạn của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để cụ thể hóa các cái điều mà quy định ở trong luật hoạt động giám sát của Quốc hội để có quyền năng hơn để mà xử lý những vấn đề này. Thì chúng tôi thấy là cần phải có một cái sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong cái việc giám sát các cái vụ việc mà gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, thì chắc chắn là sẽ có những cái chuyển biến trong cái thời gian tới. Sau khi hiến pháp sửa đổi được thông qua thì sẽ có một loạt các văn bản pháp luật liên quan được bổ sung sửa đổi, trong đó có luật hoạt động giám sát, thì rồi là luật tổ chức của Quốc hội. Thì ở đó thì sẽ có những cái quy định về vai trò trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, rồi thì vai trò trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát sẽ nâng cao hơn nữa. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ có cái phát huy vai trò tích cực hơn. Một điểm mới trong dự thảo nghị quyết được đa số ý kiến tại hội nghị thống nhất, đó là trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được kiến nghị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết đến cơ quan giám sát. Trước đây chúng tôi cũng xin được báo cáo thêm rằng là trong cái luật hoạt động giám sát của Quốc hội thì trong đó thì là có các cái điều quy định rõ trách nhiệm của các cái cơ quan của Quốc hội, của đoàn đại biểu Quốc hội và của đại biểu Quốc hội, tức là điều 25, điều 33 và điều 43. Thì có quy định về trách nhiệm giám sát. Tuy nhiên trình tự thủ tục và các cái tiến hành giám sát như thế nào thì chưa được quy định rõ, cho nên ở trong cái dự thảo nghị quyết này đã quy định rõ thêm cái chuyện đó, đồng thời là quy định rõ thêm về cái trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chịu sự giám sát là phải có trách nhiệm như thế nào trong việc giải quyết và thông báo lại. Với quy định mới này, trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát sẽ được quy định cụ thể hơn, đặc biệt đối với hoạt động tư pháp, lĩnh vực đặc thù mà lâu nay tỷ lệ giám sát chưa cao. Nhiều ý kiến khẳng định, nghị quyết này sau khi được ban hành sẽ tạo một bước tiến mới trên lộ trình cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng và tỷ lệ xử lý đơn thư khiếu nại và củng cố lòng tin của người dân vào quá trình thực thi pháp luật.